Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 ha. Hôm nay thì mình quên mất là mình có bắt về hai cái thanh niên dê nè. Mà hôm nay thì không thấy mấy thanh niên này nhảy nhót nữa ta. Cũng khá là buồn ha. Đâu, bây giờ mình sẽ thả ra. Ê, đừng có chảy lung tung nha. Để mình đi chế cái này cái đó. Nghe đồn là con dê sẽ hút vào cái giá treo đồ á, nếu như mình đặt nó xuống. Cái này nghe có vẻ hay nha. Để mình sẽ test thử coi coi dê có thực sự hút vô cái giá treo đồ hay không nha. Này này, hút đi, hút đi. Thiệt. Chạy lấy hút cái giá treo đồ nè. Cũng hay nha. Nè, lấy hút giá treo đồ đi. Hút đi. Cũng đi. Ủa, nãy mới thấy cụm á. lại nào, có cụm không? Hết cụm rồi. Ờ, vậy là lâu lâu mới cụm mà, hay là có giáp vô mới cụm. Đừng nói có giáp vô mới cụm nha. Có cụm không? Cụm đấy. À, vậy là không có cụm nữa. Ôi trời, trời. Dê mới cụm vô ngửa kìa. Ôi là trời. Ôi, như vậy là dê cụm là mất máu nha. Wow. Nè, cụm dời luôn cái giá trao đồ luôn nè. Ui, ghê thiệt. Như vậy thì thực sự là dê có cụm vô cái giá trao đồ ha. Giờ mới biết luôn á, hay là mình sẽ đặt cái giá trao đồ ở đây đi. Để lâu lâu cho dê buồn buồn thì dê cụm á. Ui, nhưng mà không được. Trời ơi, cái tính của mấy em dê này hơi ngựa. Nhảy nhót tùm lum hết nè, nên thôi. Đầu là vào đó đi ha. Buộc vô trước đi. Chứ sợ lắm rồi. Định vô thí nghiệm xíu rồi à. Mà căng quá. Wow, mới phát hiện luôn á. Mà hên là dê không có cụm mình. Phải hồi nãy dê mà cụm mình chắc mình cũng văng dữ lắm luôn á. Nguy hiểm thiệt. Rồi mà hôm nay thì chắc mình sẽ làm cho mấy thanh niên dê này một cái nơi ở riêng á. Chứ không thôi cái này là chuồng ngựa mà mình để dê ở thì kỳ quá. Dê sẽ có một cái nơi ở riêng luôn. Và mình sẽ làm cái nơi ở của dê gần nhà luôn á. Nó ở ngay cái đồi này nè. Tại vì ngay cái khu vực này thì mình thấy nó còn rất là trống á. Mình xây vừa là để nuôi dê rồi vừa để cho khu vực này nó bớt trống hơn. Nguyên vật liệu thì chủ yếu là những cái bê tông trắng hôm bữa xài còn cù nè. Mình sẽ dùng bê tông trắng là chính ha. Thêm một chút mấy cái thạch anh nữa thôi. Đơn giản là vậy. Còn bây giờ thì bắt tay vào xây dựng luôn ha. Đây, mình sẽ lấy một ít cái vật liệu cần thiết ra trước. Cái này thì mình sẽ làm cái móng chân của dê trước nè. Dùng cái bê tông đen ha. Làm cái móng chân. Dê thì sẽ có 4 chân ha. Đây thêm một bộ móng nữa. Rồi, và bây giờ thì mình chỉ cần kéo cái phần chân của dê lên cỡ 7 ô ha. 4 cái chân luôn. Giữa 4 và 7 thì cái nào sẽ đẹp hơn ta? Ôi trời. Ví dụ mà làm cái con dê chân cao 7 ô, chắc dê này dê chân dài nè. 7 ô có vẻ là nó hơi cao so với bình thường á. Chắc thôi, rút lại còn 4 ô thôi. Lên 4 ô thôi ha. Chứ 7 ô thì nó bị dài quá, bị cao quá. Sau khi xây xong chân thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái phần gọi là cái mình ha. Cái mình cho cái chỗ nuôi dê này. Thật ra đây là chỗ nuôi dê nên mình sẽ xây nguyên cái con dê khổng lồ ha. Rồi sau đó cho mấy con dê vô trong ở. Đó là cái ý định của mình á. Còn bây giờ trước mắt là phải gán xây sao cho giống con dê trước nè. Nhìn lại cái nữa coi có ổn chưa. Có vẻ là khá là nhỏ hơn so với mình tưởng tượng ha. Lúc đầu mình tưởng mình xây dày con dê sẽ bự lắm á. Nhưng mà xây hồi thấy nó cũng không bự lắm. Nhưng mà thôi đi, lỡ xây rồi. Giờ thì mình sẽ kéo cái phần cái này gọi là cái mình của con dê ha. Chưa, để mình là mình con dê đó. Có người mẫu sẵn đây. Nhìn luôn ha. Có người mẫu sẵn luôn nè. Cái chân thì khá là ngắn mà cái mình thì khá là bự luôn á. Rồi, ok, được. Vậy bây giờ thì cái mình sẽ kéo lên cỡ gấp đôi đi. Gấp ba gì cái chân đi ha. Vậy là cái mình thì mình sẽ lên cỡ 10, 11 ô gì đi. Cho nó cao hẳn luôn. Nè, 1 rồi nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Như vậy thì có đủ cao chưa?
Ủa, có vẻ là cao dừa nè. Hợp lý á, cái đầu nó sẽ nằm ở trên một xíu nữa là được. Rồi, quyết định ha, cái mình thì mình sẽ cho lên cao 10 ô. Và sau khi xây xong cái mình thì con dê sẽ trông như vậy á. Nhưng mà giờ thì chưa có cụ thể lắm, tại vì dê hiện tại vẫn chưa có cái đầu á. Nên giờ tới công đoạn khó nhất nè. Đó chính là mình sẽ làm cái đầu cho con dê á. Ủa trời, nó Reaper trâu vậy, bắn ba phát mới chết này. Trời ơi, có nên đi ngủ không ta? Thôi kệ đi, xe ghế cười đi ngủ sao cũng được, không sao đâu. Giờ thì mình sẽ làm tiếp cái phần phần đầu cho con dê ha. Bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi, những vị khách không mời mà tới. Thôi chắc mình đi ngủ đi. Không ổn, không ổn, xây ban đêm này hay bị làm phiền lắm. Sau khi phát thảo cái khung của cái đầu con dê thì bây giờ chúng ta cùng ngắm lại cái nữa ha. Coi có giống chưa cái đó. Cũng có nét rồi đó. Nó có cái nét gì đó hơi giống rồi ha. Giờ thì mình chỉ cần lắp lại rồi sau đó làm cái sừng nữa. Lúc đó mới nhìn rõ cái con dê hơn á, chứ bây giờ thì nhìn nó chưa cụ thể lắm. Đây xây một hồi thì mình quyết định đổi nguyên vật liệu luôn á. Tại vì có vẻ cái màu không có được trùng với màu của con dê lắm nên mình thay đổi một xíu ha. Thành thạch anh mịn hết luôn. Những cái khối ban đầu là bê tông màu trắng thì mình cũng đổi thành khối thạch anh mịn ha. Cầu thang cũng thành cầu thang mịn. Thì nhìn cái họa tiết nó đã liền mạch hơn rồi nè. Gì thì nó mới đẹp được ha. Giờ thì tới công đoạn mình kiểu như mình làm sừng. Làm sừng cho con dê này ha. Mình sẽ đặt ở đây coi coi cái sừng ở đâu là đẹp ta. Chắc ở đây đi. Cái sừng thì cho nó dài dài một xíu ha. Sừng dê mà. Cho nó dài thòng lòn luôn. Đó. Được chưa ta? Dài gì đủ chưa? Ví dụ mà hồi chưa đủ dài thì mình cho nó dài thêm nữa. Trước mắt là dài như đó đi. Rồi, gắn vào. Dê còn thiếu. Úi, bị thiếu rồi. Oh no. Bị thiếu thì mình sẽ chia đôi. Cho nó tiết kiệm ha. Đó, nhìn cũng dễ thương mà. Rồi, giờ thì chuyển sang làm cái tai ha. Còn thiếu cái lỗ tai nè. Mình sẽ làm cái tai dê. Ngay đâu nhỉ? Ngay đây luôn đi nhờ. Thế, được á. Ngay đây hợp lý nè. Kéo ra, cho nó dài dài một tí. Rồi, tương tự ở bên đây. Và còn thiếu con mắt nữa thôi là xong cái khung sơ bộ của con dê rồi. Đây là bức tượng dê khổng lồ, cũng là nơi để mình nuôi dê ha. Hy vọng là nó sẽ đẹp. Rồi, và ở đây sẽ có con mắt nè. Mắt ngay đây. Đó, một con mắt. Bên kia con nữa. Hồi hộp quá. Ăn tiền hay không là ngay khúc này nè. Rồi. Giờ thì chuẩn bị ngắm lại nào. Kết quả sẽ ra sao đây? Hi. Ủa? Cũng giống phết đó chứ. Nhìn sơ qua chúng ta cũng biết được đây là con dê á. Và bây giờ thì chắc mình sẽ đi làm một ít cái cầu thang để mình làm cái mũi. Con dê nó phải có cái mũi. Ồ, có vẻ cái sừng dê nó dài hơn nữa. Vậy là cái phần sừng mình cần phải kéo dài hơn hơn một xíu nữa thì mới giống con dê được. Rồi phần mũi là mình làm tương đối giống rồi nè. Ồ, phần mũi mình cần phải chỉnh là một tí nữa. Rồi cái phần 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 mình thì mình sẽ làm ít cái phần phần lông rủ rủ xuống nữa ha, là hoàn chỉnh đó. Ok, giờ thì bắt tay vào chỉnh sửa luôn thôi. Tổng quan sau khi trang trí sơ qua thì con dê của mình nó sẽ như vậy á. Ủa cái này là dê gì đây? Nó là con dê đúng không? Hãy nói với mình nó là con dê đi. Và nếu như mình muốn nuôi dê ở trong đó thì mình phải làm một phần thủy tinh ở ngay cái chỗ mình chỉ vào nè. Ngay chỗ đó thì mình sẽ ốp thủy tinh vào để từ bên ngoài mình vẫn có thể thấy dê bên trong ha. Hợp lý á. Rồi, bây giờ thì mình sẽ trang trí nốt cái phần đuôi. Tại hiện tại dê chưa có đuôi á. Nên mình sẽ làm cái phần đuôi cho dê ha. Ồ, bye 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 bye. Đây, mình sẽ làm cái đuôi đâu đó ngay đây này. Gì được không nhỉ? Đuôi đuôi bé bé thôi. Như vậy. Đó.
Vậy là xong cái đuôi rồi. Tại nãy mình thấy nhìn cái mông con dê á, nó có hình như vậy nè, nên mình làm theo ha. Rồi, và tổng quan thì chúng ta đã xong được cái phần bên ngoài rồi. Giờ thì tới công đoạn mình sẽ dẫn dê vô bên trong á. Cái này hơi mệt đó nha. Tại vì muốn dẫn dê đi hơi khó. Mình mà lạng quạng là dê hút mình bay y gian hồi nãy luôn á. Hồi nãy nó hút cái giá cho đồ á, mà văng cả khúc luôn. Ờ bây giờ ví dụ mình làm cái nữa coi dê có hút không nha. Dê hút đúng mạnh luôn á, hồi nãy hút vô ngựa luôn mà. Hơi bị chiến, giờ mới biết là dê máu chiến gì luôn á. Cởi dây ra mới được. Mình làm cái nữa coi. Thể hiện đi dê. Thể hiện cho các bạn xem đi. Khả năng thiết đầu công đi. Nè nè, con dê chuẩn bị lấy chớn nè, con dê chuẩn bị lấy chớn hút nè. Đó đó đó, lấy chớn đó, lấy chớn đó, thành niên đó lấy chớn đó. Rồi rồi nè. Đó, lấy chớn hút ghê chưa. Ví dụ nha, bây giờ mình sẽ đứng ở sau cái giá cho đầu này, dê hút coi có mất máu không nha. Mình sẽ không mặc giáp hết. Rồi lấy chớn hút đi. Nè cái mông này hút đi, hút vô mông ta đi. Đây đây đây. Ôi trời. Dê hút hơi bị dữ luôn á. Đã thiệt á. Rồi bây giờ mình lại có trò tiêu khiển mới rồi. Là giỡn với mấy thanh niên dê này. Cũng khá là vui á. Và thành quả sau khi trang trí, chúng ta sẽ có được một cái căn nhà hình con dê á. Đây là nơi để dành riêng cho cái việc mình nuôi dê thôi. Ừ mà cái cầu thang này mình cần phải dọn đi nè. Đã đến lúc không cần phải dùng tới nó rồi. Dọn đi. Hồi nãy dùng nó để dẫn dê lên đó mà. Giờ thì dọn đi ha. Sau đó chúng ta sẽ lên thăm dê. À mà quên, đem đồ ăn cho dê nữa. Sẵn tiện mình sẽ nhân giống dê lên từ từ ha. Từ hổm tới rài thì mình không có nhân giống dê á. Và đường lên của khu vực này á thì nó sẽ khác biệt một xíu ha. Mình sẽ đi lên bằng cái chân của dê luôn. Đây, ngay đây. Đó, mình sẽ có một cái cầu thang riêng đi lên ha. Ủa? Ui chết rồi, nước dột rồi. Có nên lắp ở dưới đây một ít cái phiến không ta, chứ để nước dột nhìn kỳ quá. Tại vì phía trên mình đã trang trí kiểu như là cho nó tự nhiên một... Ui, sao lại chui vô đây? Chui vô đây rồi mắc kẹt không có đi ra được nè. Ô là trời. Mệt mỏi. Mệt mỏi với em dê này á. Trồng tre thêm. Mình trồng tre để nhìn cho nó tự nhiên á. À, trồng ở đây cây đi. Rồi, và bây giờ thì ăn nè. Tới giờ ăn rồi. Đi tắm nữa. Mình đặt ở đây tới tận hai cái giá treo đồ lần á. Để có gì cho dê tranh thủ có cái mà hút vô ha. Đó, trong đây thì nó khá là nhỏ nên mình chỉ trang trí sơ sơ như vậy thôi ha. Và vẫn có cửa sổ để có thể nhìn ngắm cái bên ngoài nè. Cũng như là bên ngoài mình có thể nhìn vô trong á. Để có thể dễ dàng thấy dê hơn. Rồi, dê con ăn đi nha. Xong rồi đó. Nỗ lực của mình thì cuối cùng cũng đã xong rồi. Giờ thì chắc mình cứ để dê sống ở trong đây một thời gian đi ha. Rồi ví dụ trong tương lai mình có điều kiện hơn thì mình sẽ xây tiếp những cái thứ liên quan đến dê, rồi dẫn dê đi tới nơi ở mới nữa ha. Sơ bộ thì khu vực này cũng đã xong xuôi rồi. Nhìn nó đã đỡ trống hơn rồi á. Cỡ trước nhìn lên đây là thấy nguyên cái đồi nè. Còn bây giờ nhìn lên là thấy con dê khổng lồ. Phiên bản của thầy Lộc. Thôi giờ thì tạm thời mình sẽ gác qua cái chuyện xây dựng đi. Giờ thì chúng ta chuyển sang đi khám phá phiêu lưu xíu. Chứ mình mà xây quá 180 phút là mình hay bị lú lắm. Xây nhiều là bị lú đây. Và trong đây thì vẫn còn một số cái thành tựu khá là hay á. Chẳng hạn như là thành tựu này. Sức mạnh của tình bạn. Đây là thành tựu của phiên bản mới hay sao hay nè. Nó liên quan đến Axolot á. Nhưng mà bây giờ thì mình không có Axolot nào trong người hết. Nên mình sẽ lấy hai cái xô để chúng ta bắt thêm những bé Axolot mới ha. Trời ơi cái gì chứ bắt Axolot lẹ. Mắt mình nó sáng lên liền. Tại vì mình cũng có cái đam mê nhẹ nhẹ tới việc bắt Axolot á. Ngoài đam mê kim cương ra thì mình cũng rất là mê bắt Axolot á. Nên bây giờ cùng mình đi tới cái vùng hang tươi tốt để chúng ta bắt thêm Axolot nào. Không biết hôm nay chúng ta sẽ bắt được những cái em màu gì đây ha. Ê, chưa. Ô, mình ở đây cũng mấy trăm ngày rồi. Lần đầu tiên mình thấy cái khe nứt này luôn á. Ui, ui cái khe này đẹp nè. Cái này mình sau này mình chỉnh sửa lại thành cái nơi ở được á. Trang trí lại thành cái hang tự nhiên được ấy. Nó khá là đẹp luôn.
Mấy con Reaper này nó định làm gì mình nè? À, ngoài ra nó còn dẫn sâu suốt xuống tít dưới này nữa này. Ui. Wow. Khe nứt đúng đẹp. Nó nối từ đây dài tới bên kia luôn. Được á nhờ, không ngờ gần chỗ mình lại có một cái khe nứt đẹp như vậy á. Phải chi đó là khe nứt mà hang động tươi tốt luôn thì tuyệt vời quá. À mà sẵn tiện ở đây nó có một cái tàn tích cổng địa ngục mình chưa có khám phá nè. Mình sẽ lên kiểm tra thử. Không có gì xịn lắm. Chủ yếu là được hai khối vàng ở đây thôi. Làm luôn. Đồ free, không lấy thì ổn. Các bạn thấy cái gì không? Đây là cái cục móc của mình nè. Cái này y như là cái cây cột đánh dấu vậy luôn á. Nhìn từ xa là biết đây là cái hang tươi tốt liền á. Rồi giờ thì đi xuống dưới nào. Ui, ui da, ai da, ai da, ai da. Đau, 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 đau. Ui vô. Trời trời ơi con xương này. Con xương láo tét. Mới xuống mà nó đã cà khịa mình nè. Ui bắn hụt. U là trời. Rồi đi tiếp. Để coi coi hôm nay chúng ta sẽ bắt được những em Axolotl màu gì đây ha. Lần trước thì mình tìm được một em màu nâu nhìn khá là đặc biệt luôn á. Trong đây thì ngoài màu nâu ra thì còn có mấy cái em màu, cái gì màu cực hiếm luôn á. Để coi coi hôm nay mình có đủ nhân phẩm để tìm ra em đó hay không á. Mình mà tìm ra em đó nữa là tới công chuyện hôm nay luôn ấy. Hôm qua thì là may mắn tìm kim cương rồi. Hy vọng hôm nay chúng ta sẽ may mắn trong việc tìm Axolotl ha. Đây rồi, cuối cùng cũng tìm ra một cái hang mới. Ở cái hang tư tốt cũ á, thì mình AFK cũng khá là lâu nhưng mà không có tìm thêm được Axolotl. Ủa cái gì đây? Oh no. Ăn quán giang hồ giải quyết bằng một vụ nổ. Xích mít cái vụ gì không biết nữa mà con Reaper nổ chết queo con xương luôn. Ghê thiệt. Và đây là một cái hang tươi tốt mới mà mình vừa tìm được ha. Không biết là nó có rộng giống như là cái hang cũ hay không. Nhưng mà mình mong là mình sẽ tìm được Axolotl ở trong cái hang tươi tốt mới này. Cái hang gì kìa. Ok. Nó dẫn mình tới một cái chỗ thạch anh tím à. Ủa, hình như mình đi sai hướng rồi. Mình bắt đầu bị lạc cái hang tươi tốt rồi. Lộn tiệm. Mình cần tìm là cái hang tươi tốt cơ. Cái gì vậy? Tính ra đi hồi lạc luôn rồi. Ok. Cuối cùng thì cũng tìm ra cái nhánh khác của cái hang rồi. Tại vì đường vô nó không có nhiều á, mình phải tự mò nè. Khổ ghê, và cuối cùng thì cũng tìm ra rồi ha. Để coi coi dưới này chúng ta có tìm thêm được Axolotl hay không. Ok. Sao toàn là cá nhiệt đới không vậy? Axolotl đâu? Sao toàn là cá nhiệt đới không hả? Rồi, có vẻ là không có Axolotl luôn rồi. Cái hang này hơi bị bé luôn. Nó không có to như giống như cái hang trước á. Khó rồi, bữa nay có vẻ mình không có duyên với Axolotl hay sao ấy. Hồi nãy thì cái hang kia thì bự thiệt, nhưng mà AFK một lúc thì vẫn không thấy Axolotl đâu. Ê, con đường. Con đường là còn cơ hội đó. Mình tập trung. Ok. Sự chú ý của ta đã va vào phải một... Hai quặng kim cương luôn. Hai quặng chứ không phải là một quặng nữa. Ba quặng lận. Cái gì vậy? Bốn quặng luôn. Nani? Rồi xong rồi đó. Giống như hôm qua nữa rồi đó. Chuyên mục tìm Axolotl thành chuyển sang thành chuyên mục tìm kim cương nữa chứ đâu. Thôi cái này giống như là phần thưởng phụ thôi á. Mình gặp kim cương mà mình không lấy thì uổng lắm. Gặp thì chúng ta cứ tranh thủ mình hốt đi. Bên đây có mấy quặng đây. Ào. Hai quặng nữa. Là nãy giờ được 5 quặng rồi đó. Wow. Ui kìa. Ui. Ghê vậy. Đấy, được 6 quặng ha. Chưa tìm thấy Axolotl nhưng mà tìm thấy 6 quặng kim cương rồi. Chán thiệt chứ. Rồi. Ui đây.
bé Axolotl đầu tiên mà mình gặp trong ngày hôm nay là một bé màu nâu ha. Ok, màu nâu thì cũng được đi. Nói chung là có Axolotl là được, để một xíu mình làm cái thành tựu mà. Mình không muốn quấy rầy gia đình của mấy em Axolotl trong những cái lọ. Tại vì đang yên đang lành mình bắt đi thì mà nhỡ có chuyện gì thì mình không muốn á, nên mình muốn bắt mấy em mới. Tại vì cái nhiệm vụ hôm nay thì nó không có an toàn cho lắm á, là mình và Axolotl sẽ cùng nhau chiến đấu. Ê, Chưa, tạm thời gác qua cái chuyện chiến đấu hôm qua một bên đi. Giờ thì lấy kim cương trước. Đây có thêm hai quặng nè. Đó, cũng được ha. Bắt Axolotl mà có kim cương mang về nữa thì tuyệt vời còn gì bằng nữa. Thôi chắc mình sẽ gắng đi tìm thêm một vài em Axolotl khác á. Tại vì một em thì hơi ít. Nữa kìa. Cái gì ta? Có nên chuyển sang chuyên mục tìm kim cương không các bạn nhờ? Tại vì mình cảm giác là mình đang hên trong việc tìm kim cương ấy. Qua nay rồi. Ui, Ripper nổ ghê. Ripper nổ đúng căng luôn á. Sườn biến xuống dưới đi. Đi xuống dưới mà chơi. Để tôi lấy kim cương nào. Đâu rồi? Đâu ta? À đây, bên đây. Hai quặng liền. À ba quặng luôn, bốn quặng luôn. Đã. Rồi. Được 31 viên kim cương rồi ha. Để coi tới lúc mà tìm được cái em Axolotl thứ hai thì mình sẽ tìm được tổng cộng là bao nhiêu viên kim cương đây. Đây rồi. Không phải Axolotl mà là kim cương các bạn ơi. Thêm một quặng khác nữa. Chỗ này thì có được hai quặng ha. Ok. Cũng tốt. Nhưng mà nãy giờ có vẻ là Axolotl chưa kịp spawn ra hay sao ấy. Mình đi long nhong nãy giờ chưa có tìm thêm được một em nào hết. Nữa nè, kim cương nữa nè. Rồi, 11. Chuyển sang bán đá bào quá. Đổi tên thôi, giờ thành lọc đá bào rồi. Đây có một bạn thôi á. Johnny lọc. Rồi, và vẫn không có Axolotl này. Lúc trước thì mình ưa tìm vô mấy cái chỗ nước nhỏ nhỏ như vậy nè, thì rất là dễ gặp Axolotl á. Nhưng mà hôm nay mình kiểu hơi xui hay sao ấy. Đi nhiều, đúng nhiều chỗ luôn mà không có gặp. Tiếp tục là kim cương nữa nè. What? Trong một cái khe rất là nhỏ luôn, nó dẫn tới một cái ngục tối nè. À đây là ngục tối của con zombie. Một trái táo vàng và một chút cái đồ lặt vặt khác ha. Vẫn không có cái đĩa nhạc nhờ. Ở phiên bản mới này á, nó có cập nhật thêm một cái đĩa nhạc. Rất là hiếm luôn á. Mình chỉ lút được trong những cái ngục tối hoặc là mấy cái công trình khác thôi. Mà xác suất ra nó cũng khá là thấp nữa. Căng rồi. Giờ thì mình vẫn chưa tìm được em Axolotl thứ hai này. Ôi trời ơi, Ripper tưởng đâu em Axolotl màu xanh chứ. Giật hết cả mình. Rồi luôn, tìm Axolotl quá 180 phút rồi. Tưởng Ripper là con, là bé Axolotl rồi. Không rồi, toàn gì là không được rồi. Tới công chuyện thiệt chứ. U là trời, giang hồ xử lý nhau cơ. Coi biên xương xử lý nhau cơ. Đúng căng thẳng luôn. Ui mình mà ở dưới làm cái người bị bắn không phải là mấy con xương đó đâu mà là mình á. Nên bây giờ tốt nhất là mình né nó đi ha. Kệ mình, nay mình chơi, mình làm giang hồ huyền đi, mình không có cà khịa con nào hết á. Mình chỉ tập trung chuyên môn là đi bắt Axolotl với đào kim cương thôi. Ui trời ơi, đã gì Axolotl còn bị. Trời ơi, em Axolotl spawn ngay cái chỗ có nhung nham á. Rồi nhung nham nướng chín luôn rồi. Trời đất ơi, buồn thiệt chứ. Ê, ồ đây kế bên luôn. Kế lơ bên luôn mà mình không hay. Đây có Axolotl nè. Đây rồi. Ui Ripper. Ui mình phải bảo vệ Axolotl thôi.
không để Reaper nó lấn át vô đây được. Mày bảo vệ Axolotl thôi. Mấy con này đi ra chỗ của Axolotl nha. Đi ra chỗ khác. Rồi bên đây có một bé màu trắng nè. Bé này hình như đang độc thân hay sao nè. Hai bé bên đây đi chung nhau chắc là bộ nhau nè. Màu vàng với màu nâu. Ủa màu nâu rồi. Ủa nãy mình thấy nhóc Axolotl màu nâu nữa mà ta. Thôi nói chung thì mình chỉ còn có một xô thôi à, nên mình sẽ bắt thêm một em này thôi. Nè nè nè, em màu nâu nè. Màu nâu với màu vàng sống chung nè. Hồi nãy thì màu trắng thì ở đây ha, nên mình sẽ bắt màu trắng riêng đi. Và cái thành tựu ngày hôm nay thì nó bắt buộc mình phải kiểu như là chiến đấu cùng với những em Axolotl này ha. Với những cái con quái vật bất kỳ thôi. Chẳng hạn như đây thì sẽ có những cái con zomba chết đuối ha. Khá là căng thẳng nên mình sẽ kêu Axolotl ra trước. Chiến mấy em ơi, vô. Để ba nào. Đó đó, Axolotl tấn công kìa. Để anh xử nó cho, để anh. Ôi trời ơi. Xử đi. Ừ, Axolotl, dám quýnh Axolotl của ta hả? Để anh quýnh cái. Từ từ. Tên này láo. Ủa? Rồi, ổn không vậy? Ui sao cà niễn hết trơn rồi. Hình như đang hồi phục. Dưỡng thương rồi quýnh tiếp hả? Vô. Quýnh đi. Tiêu diệt nó. Cố lên. Cắn nó đi. Anh quýnh tiếp nè. Hay thiệt, khi mà mình và Axolotl cùng nhau chiến đấu thì nó sẽ có hiệu ứng hồi phục ha. Đúng là sức mạnh của tình bạn. Rồi, và như vậy thì mình đã xong cái thành tựu rồi. Giờ thì vô trong nào. Giống như đi bắt Pokemon á. Cho Pokemon ra chiến đấu xong rồi thu hồi lại nè. Pokemon Axolotl. Vậy cũng được nữa. Thôi, nói chung thì để vinh danh hai cái em này thì mình sẽ về nhà đặt tên cho hai em này luôn á. Hai chiến binh quả cảm trong ngày hôm nay đã cùng mình xử lý những con zomba chết đuối. Tuy nó khá là đơn giản đó, nhưng mà đây cũng là một thành tựu mình thấy nó kiểu như gắn kết tình bạn giữa mình và mấy em Axolotl hơn á. Đi thôi, về nhà đặt tên nào. Ôi trời, mà mỗi lần bay ngang chỗ này là phải ngắm mấy bé dê mới được. Trời ơi, con dê phiên bản của thầy Lộc nè. Yeah, mình là vua dê đây. Ôi, không được, vua của lò dê. Chứ không phải là vua dê nha. Nói vậy là ẩu. Rồi, giờ thì vô trong để đổi tên nào. Giờ thì mình sẽ đặt tên gì đây ta? Hai chiến binh. Rồi. Tại vì mình không nhớ rõ cái show nào là màu nào á, nên cứ đặt vậy đi ha. Và mình sẽ cho hai chiến binh này sống ở... Ở đâu nhỉ? Giờ còn đâu sống được? À, đúng rồi, trong thủy cung. Chính xác. Đó là nơi thích hợp nhất để cho hai chiến binh có công để sống trong đó ha. Hiện tại thì trong thủy cung thì hình như có cái hồ nhỏ nhỏ thì phải. Chỗ gần gần ngôi nhà của mấy bé dân làng á. Hợp lý. Qua đó cũng được. Đây. Ui lâu quá mới ghé lại chỗ này rồi đó nghe. Mấy ngày liền rồi đó. Rồi đáp vô, trong này có cá không? Ủa có Axolotl luôn rồi. Ông đây có hai bé màu hồng rồi. Kệ, cho hai chiến binh vô ở ké đi nha. Mai mốt mình có điều kiện mình mở rộng cái hồ hơn thì môi trường sống của mấy em Axolotl sẽ thoải mái hơn á. Và phía bên trong cái thủy cung này thì mình chưa có trang trí gì hết á. Thành tiếng ra chưa có đem mấy em ấy vô trong ở được. Trong này mình đâu có trang trí gì đâu, tại vì đây là cái chỗ farm mình mà. Nó còn khá là nhiều không gian trống luôn á. Góc bên này nè, góc bên này cũng còn trống nè. Chắc sắp tới mình sẽ tìm cách mình trang trí lại nhìn cho nó đẹp hơn á. Mà thôi né chỗ này ra lắc quá à. Tại vì nó đang farm mấy con Golden á, nên mỗi lần ghé là nó bị lắc à. Và tiếp theo thì mình sẽ cố gắng để hoàn thành cái đèn hiệu full kim cương của mình á. Đó, nhìn người ta nhìn vô là ta tưởng full kim cương thiệt không á chứ. Trời ơi, mình nhìn vô mình còn tưởng thiệt á. Sao mà đỡ được. Rồi, lắp vô tiếp. Đó, được 3 tầng kim cương rồi đó nha. 3 tầng lận á. Không có phải giỡn đâu. Rồi, ốp vô tiếp nè. Rồi, sương sương, ngày mình gắn vô mấy khối kim cương thôi. Là sớm muộn gì mình cũng sẽ full bằng kim cương ha. Quá là dữ luôn. Nhưng mà kể từ khi mấy em dê qua nhà mới thì mình cảm giác như là ngựa buồn hơn hay sao á. Kìa, thấy không, úp mặt vô tường kìa. Chắc buồn rồi, kiểu mất mấy bạn dê rồi. Thôi chắc mai mốt mình sẽ... Ê, quên.
mình còn em lừa mà ta. Đúng. À, và chắc trong tương lai thì ngựa cũng sẽ có một cái nơi ở nó đàng hoàng hơn á. Tại vì mình lúc đầu mình làm cái nông trại này là để nuôi chung á, nhưng mà sau này thì mình thấy nuôi chung thì nó hơi bất tiện, nên từ từ mình sẽ dời riêng ra. Mỗi em thì sẽ được nuôi trong một khu vực nó riêng biệt. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp á. Còn bây giờ thì bye bye.